Đây là những hình ảnh dễ nhận thấy nhất khi đi dọc các tuyến đường về các huyện Tân Thạnh, Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường của tỉnh Long An. Những ao tôm xen kẽ, có nơi ao tôm còn nhiều hơn ruộng lúa. Huyện Mộc Hóa là nơi có diện tích nuôi tôm phát sinh lớn nhất của tỉnh Long An trong 3 năm trở lại đây với 280 hectare. Để nuôi tôm trên nước ngọt, các hộ dân phải khoan giếng để lấy nước có độ mặn hoặc dùng muối để nâng độ mặn cho ao nuôi tôm. Đây là nguyên nhân gây nhiễm mặn cho vùng nước ngọt, ảnh hưởng đến sản xuất lúa và các cây trồng khác. Phát sinh mới thì chúng tôi sẽ cương quyết xử lý ngay từ bước đầu. Khi phát hiện mà bà con mới vừa đem máy ra để thực hiện đào ao thì chúng tôi sẽ phân công anh em và xuống lập biên bản và xử lý nghiêm. Càng cấm càng nuôi đang là câu chuyện nóng của con tôm thẻ chân trắng ở vùng Đồng Tháp 10. Mỗi hecta tôm, nông dân thu về khoảng hơn 1 tỷ đồng tiền lãi, tức là lãi cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Tuy nhiên, số tiền lãi này chỉ ở những vụ đầu thả nuôi. Cụ thể, năm 2023, 70% diện tích nuôi hòa vốn hoặc lỗ, còn lại 30% có lãi nhưng thấp. Nuôi trong môi trường không có điều kiện thuận lợi thì bà con chỉ có mình có thể nuôi một vụ hai vụ, nhưng vụ thứ ba là bắt đầu lỗ. Mặc dù chính quyền đã cấm nhưng vẫn không xử lý triệt để được tình trạng đào ao để nuôi tôm. Tính tới tháng 7 năm 2024, toàn tỉnh Long An đã phát sinh thêm hơn 522 hecta. Khoan giếng tận nông để phục vụ nuôi tôm thẻ chân trắng thì cái sụt lúng tầng đất mặt nó cũng sẽ rất là cao, mà cái này là một trong những cái mà mình đang siết chặt trong cái công tác quản lý khoan giếng tận nông này. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An yêu cầu đối với các trường hợp đào ao mới từ đất trồng lúa để nuôi tôm thẻ không đúng quy định pháp luật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã Kiến Tường chịu trách nhiệm trong việc người dân sử dụng đất không đúng mục đích.